Hôm nay là ngày cuối cùng để các thí sinh có thể đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng bằng hình thức trực tuyến. Còn từ ngày mai, đợt 1 đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng chính thức kết thúc. Đây cũng chính là giai đoạn nước rút để thí sinh nào mà chưa hoàn thiện phần đăng ký thì phải đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Vì không được phép rút hồ sơ nên nhiều khả năng sẽ không có cảnh nhốn nháo căng thẳng như năm trước. Nhưng vấn đề đáng lo nhất trong năm nay, ngay cả với những trường được coi là top trên, đó vẫn là tình trạng thí sinh ảo. Tính đến ngày hôm qua, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã nhận được hơn 3.000 hồ sơ nộp trực tiếp, chưa tính đến số hồ sơ nộp qua mạng. So với chỉ tiêu thì số hồ sơ này đã đủ. Những ngày cuối, thí sinh đến nộp hồ sơ có tăng nhẹ so với những ngày đầu. Có thể do quan niệm nên thường lượng thí sinh đến nộp hồ sơ vào những ngày chẵn âm lịch thì đông hơn so với những ngày lẻ. Việc nộp trực tiếp vẫn được thí sinh lựa chọn và tin tưởng hơn. Em có giấy tờ ưu tiên xét tuyển thì em muốn xuống đây nộp trực tiếp ạ. Tại vì như thế để cho nó chắc chắn, cái giấy đấy thì phải có xác nhận của nhà trường nữa ạ. Mình vừa đi quan sát được cái lượng học sinh xét tuyển vào từng trường một ạ. Thì mình quan sát được thực tế với lại cái online thì em thấy năm nay năm nó mới mở ra mà kiểu nộp như thế thì em hơi quan ngại về cái độ gọi là nhỡ đâu mạng kiểu nó có vấn đề gì cả. Nhìn chung, việc thực hiện đăng ký xét tuyển diễn ra khá nhanh chóng và thuận lợi. Mặc dù thông báo nhận hồ sơ từ 17 điểm, nhưng đến nay, gần 100% thí sinh đăng ký vào Đại học Kinh tế Quốc dân đều có điểm từ 20 trở lên. Nỗi lo lớn nhất bây giờ là số thí sinh ảo. Đấy, nếu mà xét theo số học thông thường thì nếu mà hai trường độc lập ấy, thì tỷ lệ ảo nó là 100%. Ví dụ như là có 1.000 hồ sơ thì có nghĩa là các em là sẽ có 1.000 thí sinh ấy, các em sẽ đăng ký được 2.000 hồ sơ, đúng không ạ? Thế thì với GX thì để giảm cái đó đi thì tôi ước chừng chẳng hạn nên là có thể giảm được khoảng 50%, tức là vẫn còn 50%. Thế nên cũng bắt buộc là các trường vẫn phải tính đến cái lượng đó. Thì nó cũng rất khó bởi vì cái phương thức tuyển sinh của năm nay ấy, nó rất đa dạng. Đại diện Trường Kinh tế Quốc dân cũng cho biết nếu phải xét tuyển bổ sung thì tùy vào thực tế trường sẽ không đặt ngưỡng thấp hơn so với đợt 1, thậm chí có thể sẽ phải cao hơn. Đối với Đại học Bách khoa Hà Nội, năm học 2015, chỉ tiêu của trường là 6.000, trường gọi nhập học 6.300, nhưng chỉ có 5.900 thí sinh nhập học. Tuy nhiên, trường không tổ chức xét tuyển bổ sung. Tính đến ngày hôm qua, đã có gần 9.000 hồ sơ được nộp vào trường. Với lượng thí sinh gọi nhập học năm nay cũng là 6.300, trường kỳ vọng sẽ xét tuyển đủ luôn trong đợt 1, chấp nhận một lượng có thể khá lớn thí sinh ảo. Trường nào cũng mong muốn là thí sinh là tốt nhất vào trường mình. Thế nhưng nó phải được phân tầng và phân lớp. Những cái ngành nghề như Bách khoa Hà Nội mà cảm thấy là có thể có sức thu hút lớn sinh viên thì chúng tôi phải chọn được những sinh viên tốt nhất. Vì vậy chúng tôi đưa ra cái ngưỡng điểm sàn và cái mức điểm sàn cao. Nhưng những cái ngành mà nó ít thu hút học sinh hơn thì chúng tôi đưa ra mức điểm sàn thấp hơn. Tuy vậy cái mức điểm sàn đấy cũng có thể là cao so với một số trường khác. Thế thì làm thế nào đó để mỗi trường nó có một cái đối tượng và tránh cho các em ấy bị ảo tưởng. Cái việc mà các trường công bố cái ngưỡng xét tuyển ấy thì đấy là quyền của các trường. Tuy nhiên là thí sinh bây giờ cũng có rất nhiều nguồn thông tin, cho nên việc các trường có công bố điểm như vậy nhưng các em đều dựa trên các phổ điểm của các năm trước để các em căn cứ nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. Cũng không có một em nào dại gì điểm thấp và đi nộp vào các trường top trên cả. Đấy thì đấy là điều chắc chắn. Theo như dự kiến, từ sáng ngày 14 tháng 8, các trường sẽ thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển. Sau đó, thí sinh phải nộp phiếu báo kết quả thi của mình để xác nhận việc vào học tại trường. Nếu không nộp, thí sinh coi như sẽ không nhập học.